Tóc những chị đẹp đạp sóng 2024 được xem là tránh cung danh sách chị đẹp năm nay chốt sổ xuất hiện những cái tên nổi bật gây chú ý Minh Hằng một trong những gương mặt đầu tiên được công bố lần này là diễn viên Minh Hằng. Cô ghi dấu ấn với vai diễn mang tên Phụng trong bộ phim truyền hình gọi giấc mơ về. Có thể nói đây là một trong những vai diễn được khán giả yêu mến. Sau thành công của vai diễn này, Minh Hằng được các nhà sản xuất săn đón. Cô tiếp tục lấy được cảm tình người yêu phim ảnh qua các bộ phim giải cứu thần chết, ngôi nhà hạnh phúc, những nụ hôn rực rỡ, vừa đi vừa khóc, sắc đẹp ngàn cân, bẫy ngọt ngào, chị chị em em hai còn trong sự nghiệp ca hát minh hằng được khán giả nhớ đến qua bản hit một vòng trái đất với tài năng diễn xuất minh hằng nhận được hai giải thưởng mai vàng ở hạng mục nữ diễn viên điện ảnh truyền hình được yêu thích nhất nữ diễn viên chính được yêu thích nhất ngoài ra cô còn nhận giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc do hội điện ảnh thành phố hồ chí minh bình chọn cùng nhiều giải thưởng cao quý khác minh tuyết mới đây chương trình chị đẹp đạp gió công bố minh tuyết là một trong ba nữ nghệ sĩ cuối cùng tham gia mùa thi năm nay cô chia sẻ bản thân đã phân vân rất lâu mới dám nhận lời tham gia chương trình vì sợ sẽ không làm tốt ở sân chơi mới giọng ca đã không yêu thì thôi giải thích tôi ngại và sợ khi phải đối mặt với sự thay đổi. Tôi biết là khi tham gia chương trình sẽ phải thoát ra khỏi vùng an toàn của chính mình. Tuy vậy, tôi vẫn rất sợ để người khác thấy được những khía cạnh không hoàn hảo của bản thân. Khi đã tham gia chương trình truyền hình thực tế thì phải cho khán giả thấy những gì thật nhất của mình. Tôi đang sợ phải đối mặt với điều đó mặc dù tôi rất muốn làm. Phương Thanh bên cạnh Minh Tuyết, một chị đại khác vừa được nhà sản xuất công bố, ca sĩ Phương Thanh. Giọng ca 51 tuổi chia sẻ cô nhận lời tham gia chị đẹp đạp gió vì muốn có một sân chơi mang tinh thần đoàn kết, tạo mọi cơ hội cho nghệ sĩ tỏa sáng với chính khả năng của họ giọng ca một thời đã xa xem hành trình này là cơ hội để mình rèn luyện thể lực phá bỏ giới hạn của bản thân thử sức ở vai trò mới đồng thời bồi đắp thêm tình cảm khi đồng hành với các chị đẹp khác tôi muốn mang đến năng lượng khỏe mạnh tràn đầy sức trẻ của độ tuổi 50. về giọng hát và cá tính của tôi thì vẫn còn nguyên như vậy và tiết mục đầu tiên chào sân vẫn là tiết mục rock mạnh mẽ mang đậm dấu ấn phương thanh cô nói thêm tóc tiên ở vị thế của một trong những tên tuổi hàng đầu vi pop hiện tại ca sĩ tóc tiên luôn được săn đón bởi các thương hiệu và nhãn hàng lớn tại việt nam với phong thái làm việc chuyên nghiệp và tự tin sức nóng mà cô mang lại với ngành công nghiệp giải trí tại Việt Nam có vẻ chưa bao giờ hạ nhiệt. Các sản phẩm âm nhạc của cô luôn hướng đến sự mới mẻ, khác biệt và cá tính, với giọng hát linh hoạt, đa dạng và dễ biến hóa theo từng dòng nhạc mà cô theo đuổi. Các sản phẩm âm nhạc từ thể loại pop, ballad nhẹ nhàng cho đến các bản EDM bùng nổ, tóc tiên đều có thể chinh phục người nghe bằng chất giọng kỹ thuật tốt và thể hiện rõ sự chuyển biến về cảm xúc đậm chất tóc tiên với riêng từng bài hát. Giọng ca ngày mai cũng sở hữu cho mình bộ giải thưởng đồ sộ, đó là minh chứng cho quãng thời gian dài cống hiến cho nghệ thuật chăm chỉ và nghiêm túc. Thu Phương và Mỹ Linh chia sẻ về màn tái xuất, Mỹ Linh khẳng định cô tham gia chương trình với tâm thế xóa đi hết, làm lại từ đầu. Từng là nghệ sĩ gây sốt tại mùa 1 với năng lượng trẻ trung và những màn nhảy cứu đội, lần này, Mỹ Linh cho hai cô vẫn sợ thực hiện những màn trình diễn vũ đạo vì bản thân không phải người học nhảy chuyên nghiệp. Mặc dù vậy, Mỹ Linh bật mí đây là thử thách mới khi cô đón nhận vai trò mới, được xem là thuyền trưởng trong chương trình. Mỗi người sẽ có một phong cách dẫn dắt đoàn đội khác nhau, cứng rắn hoặc lạt mềm buộc chặt. Tôi nhiên về hướng lạt mềm buộc chặt hơn, Mỹ Linh nói. Về phía Thu Phương, cô cho biết việc tham gia mùa hai chương trình là một điều thú vị trước đó nữ ca sĩ cảm thấy bản thân chưa cho đi hết những gì mình có nên vẫn có nhân duyên buộc cô quay trở lại khi nhận được lời mời quay trở lại tôi hỏi bản thân lý do tại sao tôi không tham gia thay vì tự hỏi vì sao tôi phải tham gia thu vương chia sẻ